Như các bạn, sau đây chúng ta sẽ nói về bài viết của Tạ Nguyệt Hưng, Darwin's Confession, thú nhận của Darwin. Thì theo ông Hưng, cách tốt nhất để hiểu về thuyết tiến hóa là nghiên cứu xem bản thân Darwin nghĩ gì đến thuyết của mình. Còn tôi thì tôi lại thấy cái việc mà nghiên cứu những phát biểu của Darwin cũng giống như muốn học về nguyên tử, mà lại đi ngồi đọc cái tiểu sử của Niels Bohr. Nó không có đưa ra được kiến thức cứng. Nếu bạn muốn có kiến thức về thuyết tiến hóa thì bạn sẽ nên xem thử là 150 năm qua chúng ta được ứng dụng những gì. Ở trang web của Viện Pasteur chúng ta thấy là thuyết tiến hóa được ứng dụng vào rất là nhiều môn mà họ đang tiếp nghiên cứu và còn nhiều môn nữa trong ngành như Viện Pasteur. Để có những kiến thức nhất chúng ta có thể xem những quyển sách khoa học như là Cambridge Biology, đây là quyển sách chúng ta sinh học nổi tiếng thế giới, và chúng ta cũng có thể xem những trang web của các trường đại học nổi tiếng như là Berkeley, họ nói rất là rõ về thuyết tiến hóa, cũng như là chúng ta có thể đăng ký những khóa học online về nguồn gốc con người hoặc là nguồn gốc sinh giới. Có rất nhiều cách để chúng ta học về thuyết tiến hóa mà không phải trực tiếp qua Darwin, bởi vì Darwin cũng đã làm 100 năm trước, 160 năm trước rồi, thì làm sao mà cập nhật được đúng với cái bản chất thuyết tiến hóa hiện đại đang được thể hiện được. Tuy nhiên, nếu như mà ông Hưng cho rằng đây là cách tốt nhất để chúng ta hiểu về thuyết tiến hóa thì hãy thử đi xem cái nhận định của ông như thế nào. Rồi, trích dẫn thứ nhất, nếu loài này sinh ra từ loài khác thông qua những biến đổi dần dần từ tiến hóa, tại sao chúng ta không tìm thấy một số loài chỉ có một loài? Thì câu này sẽ chỉ có giá trị là Darwin thú nhận rằng bằng chứng trong một chi tiết nếu như ông không đưa được lời giải thích, nhưng thực tế là Darwin có giải thích được. Nè, ví dụ như câu này, theo thuyết của tôi thì hàng vô số những cái loài chi tiết phải tồn tại, thì tại sao chúng ta không tìm thấy chúng trong cái vỏ trái đất? Thì ông trả lời cái đoạn như sau. Đây là đoạn trả lời, thì tôi đã dịch ở đây. Sẽ tiện hơn nếu tôi trả lời câu hỏi này trong chương chính về sự không nguyên vẹn như tự tiết chất. Tôi chỉ nói ở đây là một câu trả lời ngắn gọn rằng tôi tin câu trả lời là ở do di tích kém hoàn thiện hơn rất nhiều. Lý do ông đưa ra là lý do sinh vật không sống ở những điểm phù hợp. Chỉ những di cốt nằm ở khối trầm tích đủ lớn đủ dày có chịu được nó được xóa mòn và phá hủy. Các khối hóa thạch chỉ có thể tích tụ ở những trầm tích lắng đọng ở những biển cạn, ở nơi có nhiều trầm tích lắng đọng ở biển cạn. Thì tất cả những yếu tố này hiếm lắm mới cùng hiện diện, thường là sau khoảng thời gian dài. Vậy khi một mức biển tự nhiên cây dâng cao hay là không có trầm tích lắng xuống thì di tích bị tác động cho nó sẽ bị chóng. Vì thế không có gì lạ khi tất cả những cái di tích hóa thạch rất là ngắn. Ông ví bỏ trái đất như là một biển bảo tàng khổng lồ, tuy nhiên là chỉ có các bộ sưu tập ngắn khác nhau muôn trùng xa. Nếu em hoàn toàn có câu trả lời cho cái nghi ngờ thứ nhất, nghi ngờ thứ hai thực sự nguy trang như vậy, và các bạn xem thử xem là cái nguồn bắt đầu nguồn nó chính xác là chân chính nơi Darwin thua sẽ đưa ra câu trả lời chắc chắn từ những câu trả lời chúng ta cũng nên mở rộng cũng như còn lại. Và ở đây thì Darwin tôi chỉ muốn trình bày thêm một câu mà Darwin nói là đây, bởi vì sự thiếu hiểu biết của chúng ta đây là những ông già da trắng trên 19 về địa chất ở những quốc gia ngoài châu Âu châu Mỹ, và bởi vì ngành cổ sinh của ta đang trải qua một giai đoạn cách mạng. Chỉ nội những phát kiến trong hơn chục năm nay đã thay đổi rất nhiều tư tưởng trước đây, cho nên tôi thấy việc tuyên bố chắc địch về chủ sự sống trên khắp thế giới ngay bây giờ là hấp tấp. Có khác nào một nhà tự nhiên bước lên đường đất quanh 5 phút rồi chém gió về tài nguyên cổ sản ở đó? Tức theo ông thì hiện giờ chúng ta chưa tìm thấy các quá thạch chi tiết, không có nghĩa là sau này chúng ta sẽ không tìm thấy quá thạch chi tiết. Và điều đó là đúng, bởi vì đó là chuyện 160 năm trước rồi. Ngày nay thì cái di tích quá thạch đã hoàn thiện hơn lúc trước rất là nhiều. Nhưng tuy nhiên, giống như những nguyên nhân mà đã bị nói, quá thạch chi tiết là sao bây giờ thì. Rồi, tiếp theo, câu trích dẫn thứ 3. Trong một số hóa thạch không có một loài nào biến đổi thành một loài khác, chúng ta không thể chứng minh rằng một loài cá biệt nào đã biến đổi. Rồi, nguồn câu hỏi lấy ở đây 84 nha. Rồi, mình tới đúng cái địa chỉ này đâu. Rồi, thật ra nó là 82. Đây chính là cái câu mà ông Hưng đã lấy ra. Tuy nhiên, ngay trong cái nguồn ông Hưng dẫn, nó lại nói Darwin chưa bao giờ biết cuốn sách nào có tựa đề như vậy. Cuốn sách này thực ra là có tựa đề như thế này, mà là của con của ông Darwin, ông soạn. Và cái phần này không hề có trong đó, chỉ có phần sau thôi. Để cái dẫn này hoàn toàn không chính xác. Rồi khi đi vào chi tiết, cái bao chúng ta một là cái việc nào là biến đổi, chúng ta cũng không thể chứng minh được rằng những biến đổi mà ta dự kiến là những biến đổi tốt, mà đó là công bằng lý thuyết. Chúng ta chẳng bao giờ thấy được vì sao số là thay đổi, số là khác thì không. Ở đây là when và not, đúng không? Rồi thì chúng ta đi tới nguồn. Rồi when not. Nhưng mà ở đây nó lại thiếu một đoạn đi. Rồi theo quy ước thì nếu như mà cái đoạn này nó là một đoạn chung mà thiếu thì mình phải ghi dấu này mở mặt ba chấm, và cái đoạn ấy cũng hơi bị quan trọng ấy. Vì trong đó mới nói trường hợp sau cũng không thể có hiểu chính xác và chi tiết hơn trường hợp trước về những thay đổi khi mà đã xảy ra. Tức là ý của Darwin là cái đoạn trước và cái đoạn sau đều dễ hiểu nếu chúng ta nhìn nhận nó đúng. Và cách nhìn nhận đúng là sao? Chúng ta hãy đi xuống cái câu trích dẫn đầy đủ. Đây là cái phần ở tới bút của Darwin, tôi ghi ở đây. Ở thời điểm hiện tại, để tin vào chọn lọc tự nhiên phải hoàn toàn dựa trên việc xem xét tổng quát. Một, từ việc đó là nguyên nhân chính yếu từ đấu tranh sinh tồn, từ sự thật chắc chắn từ môn địa chất rằng các loài vật có thay đổi bằng cách nào đó, từ sự so sánh với những thay đổi tạo ra giới lực trong giống của con người, và cái chính là chọn lọc tự nhiên cho ta một tư tưởng mạch lạc có thể kết nối một loạt các điều kiện. Rồi mới tới phần có hơn cái điều chi tiết gì đó, chúng ta chọn lựa được gì đó. Rồi sau đó Ron mới học thêm được rằng tại sao con chuột này lại có tay dài con chuột kia, hay là cái lá cây này nhọn cái lá cây kia. Cái chính tôi không cho rằng việc chúng chưa bị thay đổi là một cách thức đủ lớn để bác bỏ một niềm tin có cơ sở từ nhiều lý luận khác, ví dụ như một hai đá trên. Bạn có hiểu không? Tôi không hiểu gì hết. Nhưng mà cái trang này nó phân tích cho mình biết ý đặc biệt là gì. Thứ nhất, chọn lọc tự nhiên có thể quan sát được là cơ chế nhất quán giải thích cho nhiều hiện tượng khác nhau. Cho dù chúng ta có thể không biết được hết các chi tiết, nhưng khả năng giải thích rõ ràng một loạt các hiện tượng của chọn lọc tự nhiên chứng minh đó chính là veracause, căn nguyên đích thực. Chúng ta không thể chứng minh bộ xương A chắc chắn là con giáp bộ xương B, trừ khi có ADN chắc chắn rồi. Bởi vì khi chúng ta nhìn thấy bộ xương thì điều nhất chúng ta chắc chắn là nó đã chết. Tuy nhiên, chúng ta không thể xác nhận được từng mẫu vật. Chúng ta có thể xác nhận về nguyên một loại thì chúng ta chắc chắn hơn. Còn nguyên một cá thể thì không thể nào. Đây chỉ là vấn đề với tiến hóa. Nếu như mà bạn cố tình thiếu hiểu biết một cách tự nguyện, vì sự tương tác của sinh vật với môi trường là phức tạp, nên chưa chắc ta có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng tại sao một tính trạng lại thích nghi. Đã nguyên hiểu sâu sắc tiến hóa và không có dễ dàng đưa ra những cái câu trả lời chung chung như tại sao lá màu xanh, tại sao chuột dài hay gì đó. Rồi, tới 1.5 theo lý thuyết tiến hóa một lượng lớn cái dạng chuyển tiếp. Có nên nghe máy quen không? Đúng rồi, nó ở phần đầu cái đoạn hồi nãy tôi đã trích.
rồi cháu nên thừa nhận sự bùng nổ của Camry là ảnh hưởng đối với tiến hóa. Tôi không thể đưa ra câu trả lời xác đáng tại sao lại bùng nổ Camry, nhưng mà sau đó Darwin không đưa ra câu trả lời xác đáng dẫn những cái nhà địa chất nổi tiếng ông này đó, mỗi nào là một ông. Cháu thấy là tôi không thể đưa ra câu trả lời xác đáng, nhưng những cái nhà địa chất địa như sao sinh sắc sang 1.2.2, nếu một số lớn các loài thuộc cùng một giống vật họ tất cả thực sự xuất hiện cùng một lúc, thì sự thật đó là một tai họa đến với tất cả các loài với sự biến đổi nhân dân thông qua trạng tự nhiên. If numerous species, natural selection. Okay, what đây? Right, đây, if numerous species. Đúng không? Nhưng mà ở đằng sau, ngay cái bài câu sau đó chúng ta thấy Darwin nói cái này. Rồi, xin tại các bạn xem là nhưng ta liên tục ngộ nhận về sự hoàn thiện của di tích địa chất và suy luận một cách sai lầm rằng một số chi hay họ sinh vật không có ở bên dưới một phần địa chất, có nghĩa là trước giờ đây chúng không tồn tại. Đây là suy luận sai lầm. Chúng ta cứ liên tục quên rằng thế giới còn mênh mông lắm so với những vùng địa tầm mà ta đã xem xét cẩn thận. Ta quên rằng các nhóm loài có thể đã tồn tại từ lâu ở những nơi khác và đã dần dần sinh sôi trước khi chúng đến sống ở các vùng đảo thuộc châu Âu hay châu Mỹ. Chúng ta không tính tới những khoảng thời gian dài dằng dặc có thể đã trôi qua giữa những tầng địa chất liền nhau. Có khi những khoảng thời gian ấy còn dài hơn khoảng thời gian hình thành từng tầng địa chất ta thấy. Những khoảng thời gian ấy sẽ cho phép các loài đủ thời gian sinh sôi từ một tập tài diện đầu tiên và ở tầng địa chất tiếp theo, các loài sẽ thình lình xuất hiện như mới được tạo ra. Vậy chúng ta thấy rõ ràng, đoạn này Darwin viết rất dễ hiểu, tức là việc chúng ta thấy như là bùng nổ Camry nó xuất hiện đột ngột không có nghĩa là ngoài đó trước đó chưa từng tồn tại, có thể nó sống ở một vùng khác, mà có thể là nó sống ở cái vùng khoảng trong khoảng thời gian giáp quãng giữa các tầng địa chất chúng ta thấy, không có nghĩa là nó xuất hiện đột ngột. Rồi, tới phần 3, tư tưởng phản nhân dân của Darwin về trong trình độ. Tôi cảm thấy thì cái tư tưởng phản nhân dân của Darwin thì nó chả liên quan gì tới việc tiến hóa có đúng hay không cả. Cũng giống như việc đạo đức cá nhân của Einstein hay đạo đức cá nhân của Newton, nó chả liên quan gì tới cái tính chính xác liệu sinh vật có tiến hóa hay không. Tuy nhiên, dưới cái cáo buộc rằng Darwin không bị trung tâm, tôi cũng đã viết rất nhiều bài. Nhưng một số câu bài đã có ở đây, đặc điểm chính xác là câu này. Và một giai đoạn nào đã trong tương lai không xa lắm, có thể thằng số thế kỷ, các chủng tộc văn minh hầu như chắc chắn sẽ bị diệt và thay thế, các chủng tộc mang lợi trên khắp thế giới. Và câu này cũng là trích ra mà không có trong chương chấm. Một cái chỗ khác nó đã trích dài hơn, chúng ta đặt tiếp. Đồng thời, không nghi ngờ gì nữa, những loài vượn có hình thù giống người sẽ bị hủy diệt. Do đó, sự chênh lệch giữa con người với những loài đất nước sẽ lớn hơn, vì khi con người đạt tới trình độ văn minh mà có hy vọng, thậm chí còn cao hơn chủng tộc người da trắng, thì khoảng cách giữa người so với những nhóm phi vật thấp như đầu chó sẽ càng lớn. Thay vì chỉ chênh lệch ở mức hiện nay giữa người da đen và người thấy bút như là những gorilla. Vậy ta thấy câu các chủng tộc văn minh người trong tiến hóa là Darwin của yêu chủng thôi, nhưng khúc đồng thời loài vượn sẽ bị hủy diệt. Chúng ta có thấy ai diễn giải khúc này là Darwin kêu gọi chúng ta đi săn cho tuyệt chủng mới đánh tình người là được không? Vậy thật ra nó không phải là hiệu triệu đâu, bối cảnh nó như sau. Và nó được tích tụ một cái câu còn dài hơn nữa. Rồi, câu nó như sau này. Người ta hay nói là cái bộ giữa loài người và bà con gần nhất có khoảng cách quá lớn, chưa thấy loài nào lắp cái khoảng cách đó được. Nhưng ai hiểu lý lẽ và tiến hóa thì biết trong quá trình tiến hóa lúc nào cũng có những khoảng cách do tuyệt chủng. Ví dụ giữa Tarsia và vượn cáo, voi và đồng bọn. Rồi, giữa những loài thú có vú thô sơ trong một kép như là thú hoa dịch và thú có vú cao cấp. Khi chúng ta ở giữa chúng có càng nhiều loài đạt tuyệt chủng thì chỗ ngắt quãng nhìn càng có vẻ to. Vậy nếu tiến hóa đi từ A B C D E F thì khi đi đến I có thể D E F G H đã tuyệt chủng rồi. Để lại một lỗ hổng, B C không thể lấp đầy giữa A và I. Vì sau đó ông cho rằng sự tiến hóa người cũng sẽ không ngoài xu hướng này, tức là khi mà tiến hóa càng đi lên thì cái loại giữa nó sẽ mất. Vậy Darwin không có câu chuyện tuyệt chủng mà đang ghi nhận và giải thích một xu hướng ông thấy là phổ biến tự nhiên. 140 năm sau là dự đoán ông đã nghiệm và tưởng tượng giống người, nên đang bị đe dọa. Bonobo thì cũng đang gần tuyệt chủng rồi. Gorilla thì nó bị sống ở những cái vùng thải ngắt quãng, còn đời ơi sắp mất nhà vì cái ngành công nghiệp ở dầu Indonesia. Tương tự, các chủng tộc văn minh hơn được gọi là người Caucasus, cái câu này nó cũng có ý y chang vậy thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta lưu ý là chữ so-called, chúng ta biết chữ này khi được dùng thường là có mang nghĩa tạm biệt. Nó được dùng để thể hiện rằng cái từ loại đó không chính xác, không phù hợp. Vậy ở đây Darwin ghi nhận cái hiện tượng là người da trắng có thể sẽ đe dọa đến sự sống của những người khác, nhưng ông đó không phải là một cái tin muốn hồi hỏi cũng phải gì hết. Đây chính là một cái việc ghi nhận hiện tượng tự nhiên, không cho là tự nhiên, nhưng mà nó sai ở chỗ là Darwin cũng giống như gần như tất cả các nhà khoa học thế kỷ 19 không phân biệt được giữa cái văn hóa và sinh học. Người thế kỷ 19 nhìn nhận người da trắng và da đen, lối sống của họ thấy một sự khác biệt quá lớn và có lượng khác biệt ở trong máu, nhưng mà người ta không biết chỉ ADN để biết được là chúng ta giống nhau đến 99.99% và những khác biệt ấy đến từ nhiều yếu tố như địa lý lịch sử, ưu thế bất lợi tích lũy. Người ta là sự sót tự nhiên không thể tránh khỏi của Darwin, nhưng mà nếu nói Darwin có tư tưởng phản nhân dân hoặc là kêu gọi diệt chủng thì điều đó là không đúng. Bây giờ tới phần sự thiết tục của Darwin đối với lý thuyết của chính mình, tôi sẽ làm toàn bộ hai chút và tôi cũng sử dụng cái trang và tư tưởng của người thân cũng như đây một cái right top origins đúng không. Cái đoạn này nói này, tôi có một con người mình ẩn lạnh khi phải tự hỏi rằng phải chăng tôi đã có khiến mình cho ảo tưởng, nhưng mấy đoạn sau đó mấy ý kiến này, nhưng bây giờ sau khi Leo là người mình thân đã thừa nhận cái học thuyết về tiếng gì trong cái bản sắc mới của mình thì Darwin đã mừng và mới nói bây giờ thì tôi thấy rằng là không thể nào, đạo đức không thể nào mà những người đi tìm chủ ý như ông và Hooker có thể hoàn toàn sai được, và như thế tôi có thể em làm. Cho nên chỉ cần cũng trực tiếp cái đoạn này mà sẽ thấy Darwin đã không còn lo ngại nữa, chứ không có lo ngại nhiều gì, ví dụ kém tự tin nó sẽ tới cái phần đọc tốn thiếu tự tin của Darwin đối với lý thuyết của chính mình. Thật sự là một phần tốn thứ hai trước. Đối với bản thân tôi cũng vui mừng sâu sắc vì suy nghĩ về quá nhiều trường hợp những người theo đuổi một ảo ảnh trong nhiều năm trời, một cái đường mình ấn lạnh rất thường hay chạy qua tôi, và tôi tự hỏi liệu có thể tôi đã không biến thân mình trong một ý nghĩa kỳ vật không. Right, for myself, fantasy.
để thì tôi đi tìm cái trang tin tức cảm ơn nãy giờ mới đến. Thì cái trang này nói như sau: bối cảnh của câu chuyện này nằm trong lá thư gửi cho Leo nhà khoa học. Tại sao Darwin lại vui mừng ở đoạn đầu là bởi vì ông Leo này đã chấp nhận cái học thuyết này di truyền có những gì trong phiên bản mới nhất của sách cô ấy. Và từ đó Darwin nói gì? Darwin nói là khi tôi thấy rằng những cái nhà điều tra về chân lý như ông là nhà học thuyết Captain Hooker sẽ không thể nào mà hoàn toàn sai được, nên tôi có thể an lòng. Vậy cái đoạn này thực ra nếu mà muốn trích cho đủ thì phải trích ngay cái đoạn an lòng này luôn, bởi vì khi mà anh trích một câu bằng mà ngay câu sau nó lại đá ngược lại câu trước thì đây là một cái đoạn trích không có trung thực. Rồi tiếp tục tới 4.1 và 4.3 nó cùng có một cái nội dung rằng những phân đoán của tôi là không có khoa học lắm. Thì chúng ta phải nghĩ tới bối cảnh như thế này, đó là cái điểm điều chỉnh. Đây là Darwin và Wallace cũng gần như là một mình một ngựa chống lại cả một cái đế chế khoa học đương thời chưa biết gì về tiến hóa mà đang đi theo con đường là phi sáng tạo. Thì dĩ nhiên những cái điều Darwin làm nó sẽ vượt ngoài ranh giới của khoa học thực thụ, nhưng mà chúng ta phải nghĩ xem 160 năm sau thì tình hình nó như thế nào. Tôi xin giới thiệu tình hình nó như thế nào ở trong cái đoạn khoa học. Vào năm 2005, một nhóm 38 người từng đoạt giải Nobel đã viết thư cho hội đồng giáo dục bang Kansas khi những người này toàn cắt xén vị trí của tiến hóa trong giáo dục khoa học. Năm 1987, 72 người từng đoạt giải Nobel, 17 viện khoa học các bang và 7 tổ chức khoa học khác trình bày một bản tóm tắt cho vụ án kiện Edward và Aguilera. Cái này bạn có thể xem trên trang web www.sinhlinhoa.com chi tiết. Và chúng ta cũng thấy là các tổ chức khoa học sẽ cái số lượng tổ chức khoa học ủng hộ tiến hóa hoàn toàn áp đảo, lấy đại diện là các viện hàn lâm khoa học kỹ thuật y học của Mỹ. Có tuyên bố rất rõ ràng như sau: tiến hóa sinh học là một trong những ý tưởng quan trọng nhất của khoa học hiện đại. Tiến hóa được ủng hộ bởi rất nhiều bằng chứng từ rất nhiều lĩnh vực điều tra khoa học. Nó là nền tảng của khoa học sự sống hiện đại, bao gồm cả khoa học vi sinh và có ứng dụng trong nhiều ngành khoa học kỹ thuật khác. Đây không phải là một ý kiến lẻ loi, mà số lượng các tổ chức khoa học ủng hộ cho tiến hóa rất là dài. Bạn có thể coi đây. Các nền liên này được kết hợp, các bạn có thể lên sinh tiến hóa và xem tên thử. Còn về giáo dục thì hiệp hội các giáo viên khoa học quốc gia là của Mỹ, là năm 1944 là tổ chức lớn nhất thế giới cho nhiều thập thúc đẩy và cải tiến việc dạy học khoa học. Họ cũng tuyên bố rất rõ ràng về tiến hóa. Hiệp hội giáo viên khoa học quốc gia ủng hộ mạnh mẽ quan điểm cho rằng tiến hóa là một khái niệm có tính chất thống nhất quan trọng trong khoa học và nên được nhấn mạnh trong khuôn khổ của chương trình giảng dạy khoa học. Thứ hai, hơn nữa nếu tiến hóa không được dạy, sinh viên sẽ không có đủ đầu kỹ năng học cần thiết để trở thành các công dân có ý thức để chuẩn bị cho đại học và các nghề nghiệp phục các ngành khoa học kỹ thuật. Quan điểm này thống nhất với các quan điểm của Viện Hàn lâm Quốc gia, Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Mỹ và nhiều tổ chức khoa học khác. Cái tổ chức đấy là như sau. Rồi, tiến hóa cũng là một cái ngành học ưu tiên ở nhiều trường hợp nghiên cứu. Ở đây khi mà chúng ta tìm trên Science Direct, chúng ta có thể thấy số lượng bài báo về tiến hóa lên tới con số hàng trăm ngàn. Và những cái bài báo này đều rất là mới, đây là tiêu chí vào tháng 7. Thì có những bài tháng 8 ra, bây giờ nếu các bạn lên Science Direct tìm về Evolution thì sẽ ra rất nhiều bài mới, có thể là sang năm sau mới phát hành. Rồi tiếp theo, chúng ta có thể thấy các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như Chicago, Brown, Yale, UCLA, Cornell, Harvard đều có cái chương trình dạy về tiến hóa. Nếu như đây là một chức năng của bạn thì tại sao những cái trường đại học này phải dạy tiến hóa? Rồi, vậy vào năm 1900 hồi đó, vào năm 1859, 81 là gì đó, thì đúng là những ý tưởng khoa học của Darwin vẫn còn rất là lùng bùng, bởi vì chỉ một mình ông làm. Nhưng mà sau này thì tiến hóa đã tiến hóa rồi, và không thể nào đánh giá hoàn toàn cái sức nặng của cái tiến hóa chỉ trên một mình lời nói của một ông già dòng 150 năm trước được. Đây là điều không phải đáng.